Đây là toàn bộ sách giáo khoa tài liệu của hệ Cambridge. Đây là một số sách vở trong tài liệu học thêm của con để mà bố mẹ chuẩn bị cho con để mà con thi vào 10. Số lượng sách vở ở đây rất là lớn. Lượng sách vở gia tăng, tỷ lệ thuận với sự vất vả hơn trong việc học. Nhưng theo chị Nga, điều này là cần thiết để thêm cơ hội vào 10 cho con. Con hiện theo học lớp 8 hệ song bằng tại trường trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên. Ngay từ đầu năm, ngoài thời gian học 2 buổi sáng chiều tại trường, chị Nga lại tìm lớp học thêm toán và tiếng Anh cho con. Khi mà các con vào cấp 3 thì cái đầu vào của sở giáo dục của chúng ta lại thắt chặt của hệ song bằng là 350 cháu của một khóa thì giờ chỉ còn 100. Thế thì vậy thì 250 cháu sẽ đi đâu? Từ lớp 8 là các cha mẹ chúng tôi cũng đã cho các con học các lớp học thêm để mà duy trì được cái việc là để lên lớp 9 các con bám theo được chương trình để các con ôn thi vào lớp 10. Theo phần lớn phụ huynh, chương trình song bằng cấp trung học cơ sở đạt hiệu quả rõ rệt. Nhiều phụ huynh kỳ vọng chỉ tiêu tuyển sinh hệ này ở các trường trung học phổ thông công lập có sự gia tăng, đáp ứng nhu cầu học sinh, tránh lãng phí bằng cấp các con có được sau 4 năm. Đến năm nay thì cũng chưa có gì rõ ràng cả. Các phụ huynh thì mong muốn là được học đúng theo lộ trình, có nghĩa là được lên ASE level luôn. Phương án tìm kiếm chương trình đào tạo song bằng tại các trường trung học phổ thông ngoài công lập cũng được các gia đình tính đến. Dù vậy, mức học phí, chất lượng đào tạo cũng như định hướng học tập là điều phụ huynh băn khoăn. Mà đại đa số là các phụ huynh ít sự lựa chọn. Tuy nhiên là riêng đối với các trường quốc tế thì hiện nay cũng có đào tạo ở hệ Kem nhưng mà đều là những trường rất là mới, chưa có thí điểm và chưa có cái kết quả cụ thể đối với cả chương trình giáo dục Cambridge. Nên là phụ huynh hơi kiểu có nhiều cái điểm lăn tăn và băn khoăn về cái vấn đề đấy. Chúng tôi có một số gợi ý cho cha mẹ học sinh. Nếu như học sinh vẫn có nguyện vọng học tiếp hệ song bằng tú tài ASA level, các con có thể đăng ký vào hệ lớp 10 học Anh ngữ học thuật AE, sau đó các con sẽ học một năm ở lớp 10 Anh ngữ học thuật AE để các con có thể được bồi dưỡng tiếp những kiến thức kỹ năng cần thiết, và đến lớp 11 thì khi đó các con có thể đăng ký vào hệ AS hoặc A level. Theo dự kiến của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, năm nay chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 chương trình song bằng tú tài là 2 lớp mỗi trường, tức là vẫn giữ nguyên so với năm ngoái là 100 em. Như vậy, bên cạnh nguyện vọng tiếp tục theo học hệ này, hàng trăm học sinh cấp 2 hệ song bằng sẽ phải chủ động các phương án vào 10 của mình.